Phần này dễ. Đừng gửi đáp án trước nha. Đợi thầy hỏi thì gửi. Harry Moore được sinh tại Castleford, một cái thị trấn nhỏ gần Leeds tại Bắc London ha. Nam Bắc nước Anh ha. Anh ấy là đứa con thứ bảy của gia đình Raymond Moore và vợ ông ấy là Mary Baker. Ông ấy đã học tại Castleford, tại trường này, năm 1909-1915, nơi mà cái sự quan tâm sớm của ông ấy về nghệ thuật đã được khuyến khích bởi giáo viên ấy, ha, Alice. Sau khi học xong, Moore hy vọng trở thành một nhà điêu khắc, nhưng thay vào đó, anh ấy đã tuân thủ cái mong muốn của ba anh ấy là anh ấy sẽ train thành một bác sĩ, thành một giáo viên. Anh ấy sẽ học thành một giáo viên ha. Tuy nhiên anh ấy phải rời bỏ cái việc học này năm 1917 khi anh ấy phải sang Pháp để chiến đấu cho trận Thế chiến thứ một. Thứ nhất, thì khi rời khỏi trường, Moore đã thực hiện theo điều của ba anh ấy muốn. Thì câu này là các bạn nhớ đừng quên ghi trước nha. Rồi lỡ ghi thì thôi thì để thầy giảng luôn ha. Thầy khuyên là các bạn khá mà nãy chưa học nhớ lên buổi trưa học nha, và coi nếu mà có vắng thì lên cái clip đầu học luôn. Tại phần đó mới là cái kiến thức, cái trọng tâm của cái bạn nào đang khá. Rồi. Đúng, câu này true ha, chính xác. Giảng, thầy giảng nhanh luôn nha. Sau chiến tranh Moore đã nhập học vô cái trường này, nơi anh ấy đã học trong vòng 2 năm. Thì ở cái năm đầu tiên, anh ấy dành hầu hết thời gian để vẽ. Mặc dù anh ấy muốn học điêu khắc, nhưng mà không có giáo viên nào được bổ nhiệm cho đến năm thứ hai. Ở đây nó nói là Moore Kane thì bắt đầu học sculpture, học điêu khắc ở năm thứ nhất ha, tại trường này. Thì câu này là false. Có nói về việc là ông này ông bắt đầu học nhưng bị sai thời điểm ha, bị sai thời điểm. Hoặc là nếu mà nói năm nhất thì ông ấy chưa bắt đầu. Một bên nói là có bắt đầu, một bên nói là không bắt đầu. Ở bên nó có bắt đầu ha, nhưng bên đây là chưa ha. Tới năm thứ hai mới học lần. Vậy thì cũng vẫn có nội dung nói về việc ông bắt đầu học nhưng bị ngược ý ha. Một bên nói là nếu mà tính theo năm đầu là ông ấy chưa bắt đầu, còn chưa bắt đầu ha, nhưng bên câu hỏi nó lại nói là bắt đầu. Còn nếu mà xét theo cái ý là bắt đầu học thì nó bị sai thời điểm. Sai tên, sai thời điểm, sai số liệu là false ha các bạn. Nhưng mà đầu tiên phải xét nguyên một câu có nói về việc này không, có nghĩa là vì ông ấy bắt đầu học điêu khắc tại trường ha. Có nói ha, nhưng mà bị sai cái thời điểm. Hoặc là nếu mà cho là đúng thời điểm thì bị ngược cái nội dung. Một bên nói là có bắt đầu, một bên là chưa ha. Tại năm 2 mới bắt đầu lận. Hiểu chưa các bạn? Cho nên nếu mà câu này thì xét về thời điểm thì nó sẽ chính xác hơn. Nó dễ thấy hơn. Là bị sai thời điểm ha. Là có nội dung nói về việc Moore bắt đầu học sculpture tại trường này. Nhưng bị sai cái thời gian ha. Vậy bị sai thời gian gì là có nội dung mà sai thời gian là false. Rồi bên cạnh cái hướng dẫn mà ông ấy học tại trường Royal, Moore tham quan nhiều cái viện bảo tàng tại London, đặc biệt là bảo tàng Anh. Có nhiều tác phẩm ha. Tại nơi đây thì nó có nhiều tác phẩm về điêu khắc cổ đại. Có nhiều tác phẩm về điêu khắc cổ đại. Trong suốt quá trình tham quan này, anh ấy đã tìm hiểu cái sức mạnh và vẻ đẹp. Anh ấy đã khám phá ra sức mạnh và vẻ đẹp của điêu khắc cổ đại Ai Cập và châu Phi. Anh ấy trở nên ngày càng quan tâm về những loại hình nghệ thuật cổ đại này ha, và anh ấy đã không theo nữa đó, quay lưng trở lại, nghĩa là không theo cái truyền thống
về điêu khắc châu Âu. Khi Mo bắt đầu học tại trường này, danh tiếng về việc dạy điêu khắc của anh ấy rất là lớn. Rồi, chính xác. Nếu mình xét theo câu này là nó kỳ vần chính xác rồi. Tại vì mình phải cần xét nguyên câu này không ạ? Nghĩa là mình cần phải xét là nó có nói về việc là khi ông ấy vô cái trường này là nói về danh tiếng của ông này lớn hay nhỏ. Phải xét nguyên một câu này trước nha các bạn. Phải xét nguyên một câu này là có hay không. Vậy thì nếu mà tính theo một câu là khi nếu tính theo nguyên câu là khi Mo bắt đầu vô trường này thì danh tiếng về việc dạy ông ấy như thế nào đó, nổi tiếng hay không nổi tiếng thì hoàn toàn là không có nói về cái câu này ha. Chứ các bạn đừng chỉ là nhìn theo từ khóa nha các bạn. Từ khóa là nó không có đúng. Nó chỉ để mình kiếm câu thôi ha, biết câu tới đâu. Vậy thì thầy nhắc lại câu 3 nói về việc Mo khi tới trường này thì danh tiếng về việc dạy của anh ấy không có nói tới ha. Cái câu này nếu là false thì sẽ phải nói tới cái ý là danh tiếng về việc dạy của anh ấy. Nhưng bị sai, ví dụ như cái nội dung nó bị ngược đi. Bên đây nó kêu là rất là nổi tiếng. Còn bên bài thì có thể nó nói là không có nổi tiếng. Chìm là không có được xuất sắc hay gì đó. Nghĩa là bị ngược nội dung ha. Một bên nói nổi tiếng, một bên nói là không. Thì đó gọi là false. Còn cái câu phone câu 2 nãy của mình là bị sai thời điểm ha. Đó, nó sẽ có những cái ý như vậy. Chú ý cho thầy. Rồi tiếp tục, sau khi tốt nghiệp, Moore dành 6 tháng đầu tiên của năm 1925 đi đến Pháp. Khi anh ấy tham quan, cái viện bảo tàng Tocqueville của Paris, anh ấy đã ấn tượng với một cái dàn các tác phẩm điêu khắc của Mayen ha, nói về bí mật của mưa. Đây là một hình tượng người người đàn ông nằm xuống ha, nằm dài ra đó, với những ngón chân chụm lại với nhau. Cái đầu thì nó nằm ở cái góc phải của cơ thể, nghiêng qua một bên á. Thì Moore ngày càng hứng thú với cái loại hình nghệ thuật đá này, cái điêu khắc đá này. Cái mà anh ấy nghĩ là nó sẽ có sức mạnh và cái nguồn gốc rất có cái nguyên tác hay cái nguồn gốc của nó. Cái đặc trưng riêng của nó đó. Mà những cái tác phẩm điêu khắc đá khác nó không có ha, nó không có thừa hưởng. Anh ấy bắt đầu thực hiện việc chạm khắc nhiều cái biểu tượng bằng đá, bao gồm những cái mẫu hình người phụ nữ nằm và những nhóm trẻ em và người mẹ và những cái gương mặt ha. Rồi đáp án cho câu 5. Cái tượng điêu khắc Mayen tại viện bảo tàng này ở Paris thu hút nhiều lời phê bình của cộng đồng. Trả lời câu 5 cho thầy ha. Coi kỹ nha. Cái viện bảo tàng à, cái tượng điêu khắc Mayen tại viện bảo tàng này thu hút rất nhiều sự quan tâm cộng đồng. Câu số 5. Rồi, cái này phải trả lời nha. Thầy có thấy có vẻ nhiều bạn bị lộn rồi đó. Trả lời cho thầy câu số 5 đi các bạn. Trả lời lại nhé. Nhớ là mốt cái phần reading các bạn khoan trả lời sớm nha. Phần reading thì thầy sẽ hỏi cho các bạn trả lời. Trả lời cho thầy ha, trả lời lại câu số 5 đi.
Trả lời đi các bạn. Có kỹ nha. Ở đây nó nói là cái tượng điêu khắc Mayan tại viện bảo tàng này thu hút. Mình đề cập lại ha. Khi anh ấy tham quan cái viện bảo tàng này tại Paris, anh ấy ấn tượng với một dàn điêu khắc của Mayan. Rồi nó có giải thích đây là điêu khắc về một người đàn ông nằm với ngón chân chụm lại góc cái đầu nghiêng về bên phải. Thì từ đó anh ấy quan tâm đến cái những cái văn hóa bằng đá này. Rồi tới đây đi các bạn có thấy cái nào nó nói về việc là tượng điêu khắc của Mayan tại viện bảo tàng này thu hút quan tâm cộng đồng không? Phải tính với một câu ngay chứ đừng có tính cái từ khóa không. Nhớ phải tính nguyên một câu trước rồi sau đó mình loại bỏ trước trường hợp này mình mới xoay lên là false and true. Rồi, nhớ trả lời nhanh nha các bạn, thầy hỏi nhớ trả lời nhanh để đỡ mất thời gian. Đúng rồi ha. Not given nha các bạn, chính xác. Rồi, vậy là sai một. Nãy trả lời sớm quá bị sai nè. Rồi, nhớ nha. Cái câu not given đừng có chỉ coi về từ khóa mà phải tính nguyên một câu nhé. Thầy nhắc lại nếu một câu, nếu câu 5 này muốn nó là false phải có nói về ý này luôn là tượng điêu khắc này thu hút cái quan tâm hay là không. Nhớ câu false nó chỉ đơn giản là nội dung bị ngược. Nếu như đưa ra cái ý này nó là false thì nó vẫn có đề cập đến cái nội dung là thu hút sự quan tâm cộng đồng. Và nó sẽ bị ngược ha. Ngược ha. Ở đây thì không đề cập thời gian cho nên nó không có sai thời gian ha, mà chủ yếu sẽ là sai về cái ngược về cái nội dung. Thí dụ như bên đây nó nói thu hút nhiều sự quan tâm cộng đồng. Bên kia thì sẽ là thu hút ít sự quan tâm hay là không thu hút quan tâm của cộng đồng. Phải có ý như vậy mới được nha các bạn. Mới được tính câu này là false. Rồi hiểu rồi ha. Tiếp tục câu này nữa nè. Cho nên thầy mới kêu các bạn reading với trả lời từ từ nha. Tại phải hỏi và suy luận lại xem có đúng hay không á. Chưa chắc mình đúng mà. Rồi Moore suy nghĩ rằng là cái tượng điêu khắc của Mayan giống ở nhiều đặc điểm so với tượng đá khác. Nhớ xét cho thầy câu 6 có hay không nhé. Có nói về việc ông này ông suy nghĩ là cái tượng này giống hay là khác. Ngược nội dung mà, cho nên vẫn có thể ngược nhưng mà vẫn có nội dung nhé. Vậy thì sẽ là giống hay là khác với tượng đá khác về một số đặc điểm. Vậy thì câu 6 là gì các bạn? Cứ trả lời bình thường đâu gì đâu, để biết. Not given hay là false. Phân biệt nhé. Cần phải xét là có câu này hay không. Rồi sau đó mới xét về cái nội dung có ngược hay không. Hoặc là có sai thời điểm hay không. Có một số cái nữa là sẽ là sai cái tên nữa. Nhưng mà tới đó thì thầy nói. Rồi, câu này là false. Chính xác rồi ha, false. Hiểu rồi ha các bạn. Vậy là các bạn hiểu được phân biệt giữa not given với false rồi đúng không? Có nói cái nội dung này. Nghĩa là có nói về việc là Mora suy nghĩ rằng cái tượng này nó giống hay là không ha. Nội dung bị ngược thì vẫn có nội dung. Rồi. So với tượng khác đây nè. Anh ấy nghĩ rằng cái tượng này nó có những đặc điểm ha. Bên đây nó chỉ nói là một số đặc điểm thì ở đây certain respect thì bên đây nó sẽ nói ra luôn. Đó là power and originality. Thì những tượng khác không có, nghĩa là không có giống. Hiểu ra ha, chỉ là font bị ngược nội dung không giống nha. Câu cuối, cái tài năng của Moore đã sớm thu hút được cái danh tiếng ha. Vào năm 1926, anh ấy bắt đầu làm việc với công việc đó là người hướng dẫn về, bây giờ nó mới đề cập hướng dẫn nè, hướng dẫn về điêu khắc tại Royal College.
Năm 1933, anh ấy trở thành thành viên của nhóm nghệ sĩ trẻ được gọi với tên là Unit One. Thì mục tiêu của nhóm này là thuyết phục cộng đồng nước Anh lúc đó về cho họ biết về những cái lợi ích có được nếu mở rộng, emerging là thúc đẩy luôn ha, thúc đẩy cái bước đi ra mặt quốc tế, ra quốc tế của nghệ thuật hiện đại và kiến trúc hiện đại của nước Anh nhé. Thì tóm lại nghĩa là cái mục đích của nhóm này là thuyết phục cộng đồng của nước Anh á, tại nó đang ở nước Anh mà, là nên thúc đẩy bước đi mở rộng ra mặt quốc tế của nghệ thuật và kiến trúc hiện đại của nước Anh ha. Câu 7, nghệ sĩ của nhóm Unit One muốn làm cho nghệ thuật và cấu trúc hiện đại được phổ biến rộng ra. Câu 7 các bạn. Rồi, câu 7 tru luôn, cái này dễ hả? Dễ trả lời nghe các bạn ơi. Chưa chắc mình đúng mà. Bài này còn dễ nha, bài này bên mấy bạn cơ bản vẫn làm được, vẫn làm đúng hết. Có phần 3 là khó thôi. Rồi, đúng hết nha các bạn. Bây giờ tiếp tục đến phần này nha. Cái này thì dễ cho nên chắc làm 5 phút. Hôm nay học cũng không có nhiều. Cái phần 2 hiện tại chưa giải nha, thầy sẽ dồn phần 2. Tại vì phần 2 này á, mục đích là để nó cũng là thuộc. Thứ nhất là các bạn nâng cao, sẽ ôn lại tại vì nó có một phần giống phần 3. Và các bạn cơ bản sẽ dùng đó để nâng kiến thức. Tại vì nó cũng có một phần giống phần 1. Thật ra phần 2 thì nó sẽ không khó như phần 3. Không khó hoàn toàn như phần 3. Nhưng nó sẽ nâng một chút phần 1. Cho nên phần 2 thầy sẽ dồn lại khoảng 2 test. Hai test sẽ giải ở lớp nâng cao nhé. Sẽ giúp cho các bạn nào cơ bản muốn nâng thì lên học thêm. Và các bạn nâng cao chắc chắn phải làm cho đúng. Tại vì mình đã làm ở phạm trù phần 3 ha. Rồi bây giờ tiếp tục đến phần này. Rất dễ cho nên chắc làm hơn 5 phút thôi. Thầy khuyên là đừng ghi đáp án nha. Tại vì phần điện từ này rất là dễ, không khó. Ở đây cái phần 1 á, nó yêu cầu mình làm 20 phút nhưng mà thầy sau này sẽ luyện tập cho các em làm trong vòng chừng 10 đến 15 phút thôi. Đọc một cái làm luôn á. Không suy nghĩ, không cần phải suy nghĩ lại nữa. Để vô bài thi ha, cái đó là phương pháp thi ạ. Còn bây giờ thì cứ luyện bình thường tại vì mục đích của thầy muốn các em là đọc hiểu luôn chứ không chỉ là đọc trả lời không nhé. Mà sẽ hiểu chính xác luôn, giống như nãy phân biệt true false đó. Và còn cái nữa là phân biệt ABC. Cái phần 3 hồi nãy có đó, phần ABC nó sẽ bẫy hết cả 3 câu luôn, nhưng chỉ có một câu đúng. À, cái đó mới quan trọng nha các bạn. Rồi, phần điện từ thì dễ thôi, nhưng mà thầy muốn mục đích các em là đọc hiểu hết luôn nhé. Nó chỉ tới câu số này thôi, tới demand là hết rồi, là 13 luôn. Còn phần sau thì chúc mình chỉ dịch thôi, cho nên làm chừng 5 phút thôi là tới rồi. Rồi làm nha các bạn.
Rồi, giải nha các bạn. Giải nhé, bài này dễ ợt nè. Xuyên suốt năm 1930, Moore không có thể hiện hay là cái dự định gì, social inclination, để làm vui lòng cộng đồng ha. Anh ấy quan tâm đến việc vẽ những cái bản vẽ của Picasso, biết ông này đúng không? Thì những cái bản vẽ của ông này đã thôi thúc, đã truyền cảm hứng cho Moore đó, là vẽ những cái hình ảnh mờ ảo của cơ thể con người theo cái cách tự nhiên, nghĩa là không cần phải vẽ nguyên tay chân con người mà vẽ theo kiểu này. Cái phong cách của Picasso vẽ hình ảnh nó bị lệch lạc á, nó không có ngay thẳng đó các bạn. Thì ở thời điểm đó anh ấy dường như là bỏ luôn cái hình ảnh, hình tượng của một con người hoàn chỉnh. Thì có những cái trang phác thảo trong của anh ấy trong suốt giai đoạn này cho thấy ý tưởng của anh ấy về điêu khắc trừu tượng. Những điêu khắc này chỉ giống một phần ha, poor little resemblance đối với hình ảnh con người, human form hay là human figure đồng nghĩa nha. Trả lời cho thầy câu 8 các bạn. Ủa, chưa tới, sorry. Chưa tới các bạn. Năm 1940, trong suốt Thế chiến thứ hai. À, sorry các bạn, thầy dịch lộn rồi. Thầy để nó bay tuốt đây. Sorry, ở trên đây nha các bạn. Trong suốt thời đại này, hẹn chi nãy giờ thầy thấy thiếu thiếu gì thầy quên. Rồi, cái này trước nha các bạn, sorry. Trong suốt thời kỳ này, Moore rời khỏi, move away from là rời khỏi những cái hình ảnh của con người để hướng tới trải nghiệm những cái hình ảnh trừu tượng ha. Rồi. Năm 1931, anh ấy đã tổ chức một cái triển lãm tại Viện Triển lãm Leicester, London ha, phòng triển lãm đó. Những tác phẩm của anh ấy cực kỳ được chào đón ha, enthusiastically welcome bởi những người đồng nghiệp bên điêu khắc. Và tuy nhiên cái lời bình luận từ báo chí là cực kỳ tiêu cực và biến Moore trở thành hình tượng người khét tiếng. Có nhiều cái cuộc yêu cầu anh ấy phải từ chức ha, hay là rời khỏi vị trí á, tại trường Roger College. Và những năm sau đó anh hợp đồng của anh ấy cũng hết hạn rồi. Anh ấy rời khỏi và bắt đầu mở một cái văn phòng hay là một mở một cái văn phòng hay là cái nó giống như cái phòng triển lãm vậy đó về điêu khắc tại trường Chelsea, trường nghệ thuật Chelsea tại London. Rồi câu 8 trả lời cho thầy các bạn. Moore được yêu cầu thực hiện cái gì cô nấy và rời khỏi trường. Câu 8 nha. Không ghi hơn một chữ nha các bạn. Rồi, resignation đúng không nè. Dễ, cái phần này dễ không khó. Rồi, xong ha. Năm 1940, trong suốt Thế chiến thứ hai, Moore đã ngừng dạy, không dạy nữa, tại trường Chelsea. Mấy tên này nghe giống đá banh. Thì nó là cái quận của bên Anh mà. Tại tên đội đá banh nó lấy mấy cái tên này, em nhớ toàn là nghe đá banh không? Manchester, Chelsea. Và chuyển đến Farmhouse khoảng 20 dặm về phía bắc London ha, cái nông trại. Vì thiếu vật liệu này, a shortage of material này, đã thúc đẩy anh ấy tập trung vô vẽ nhiều hơn. Rồi, Moore đã chuyển sang vẽ bởi vì cái gì đó cho điêu khắc là thiếu, không có sẵn. Số 9. Số 9 nha các bạn. Bạn nào khá thì đương nhiên là cái phần 1 này trên tiêu chuẩn là phải đúng hết nha.
Nếu mà các bạn muốn đạt được điểm 7, 7 rưỡi các phần reading, thậm chí là 1, 2 phải đúng hết phần 2 rồi phần 3 gì đó thì có thể sai. Nói chung là 30 câu mới được 7 điểm nha. Thì phần 1 ráng đúng hết cho thầy, sai một câu cũng được, một hai câu cũng được, thầy khuyên một câu thôi. Phần 2 là sai cho là 2 câu. Phần 3 thì muốn sai nhiều cũng được, nhưng mà ráng đúng từ 30 đến 32 là sẽ đúng hết ha. Thật ra nếu mà trong 4 kỹ năng thì kỹ năng reading vẫn là dễ chịu nhất. Nó có thời gian cho mình suy nghĩ. Nói gì chứ nó vẫn dễ chịu hơn phần listening nha các bạn. Mình có thời gian, quan trọng là thời gian để suy nghĩ. Tại là một thời gian riết các bạn thuộc từ vựng với phân biệt được là mình nhìn mình thấy, mình hiểu được. Cho nên là cái này càng luyện càng lên. Cái dễ lên á, mau lên, với lại nó sẽ cứng hơn cái phần kỹ năng khác. Thiệt là như vậy, cái này các bạn cứ làm theo như các thầy nói. Làm mà trên tinh thần là hiểu nha, chứ không có phải là làm đại, không có dùng từ khóa nữa. Hiểu, riết là mình sẽ hiểu luôn, và từ vựng mình tăng thì tự động mình sẽ hiểu. Thì lúc đó là nhìn vô mình sẽ biết làm ngay. Nó không có phải mất thời gian nhiều. Listening bị cái là phải phản xạ. Thực tế ra là muốn làm listening tốt thì phải nghe được câu, nghe rõ luôn á, mới làm được cái phần 3-4. Tại vì nó chỉ nghe một lần thôi, không có thời gian suy nghĩ, cho nên khó là khó chỗ đó. Hiểu ha? Mình không có thời gian suy nghĩ lại. Cho nên thật ra listening vẫn khó hơn cái phần reading nha các bạn. Và chắc chắn một điều là bạn nào phản xạ tốt, nghe tốt rồi thì hầu như làm rất là nhanh cái phần listening. Rồi cuối cùng vẫn là kỹ năng viết. Là kỹ năng khó nhất. Nói gì chứ đương nhiên nó sẽ không khó bằng viết. Nói thằng của thằng phản xạ. Thậm chí là mình có thể suy nghĩ lại chút mình nói vẫn được. Nói cho giám khảo hiểu rõ. Rồi tiếp theo các bạn. Cho nên trong bốn kỹ năng đánh giá, kỹ năng reading vẫn là dễ nhất. Luyện nó vẫn dễ lên và nó mau lên hơn cái phần listening luôn. Rồi, tiếp theo. Rồi, ông ấy đã thực hiện nhiều cái bản phác thảo nhỏ những người tại London, sau đó biến đổi ý tưởng này thành những cái bản vẽ lớn hơn. Studio của ông ấy, ở cái phòng nghệ thuật của ông ấy. Năm 1942, ông ấy quay trở lại Castle Ford này để thực hiện những cái bản vẽ, bản phác thảo những người thợ mỏ làm việc ở đây. Khi về thăm lại quê hương của ông ấy, Moore đã thực hiện một số cái bản vẽ gì? Câu số 10. Rồi, minor, chính xác đó. Đây cũng là cái hay của phần reading ở chỗ là các bạn có thể thấy được cái vụ mà thêm mé này. Chứ listening là cái này là mất cái là sai á. Một cái điểm lợi thế rất lớn của phần reading. Mình nhìn mà biết nó thêm hết thì mình ghi vô. Còn cái phần listening bạn vô nghe không kịp nó không biết có S hay không rồi. Mà lo suy nghĩ mất câu sau liền. Cho nên nhiều khi quýnh cái là nó bị sai. Hiểu ha? Listening là dễ theo dạng là sai sai một lèo á. Ừ, nó khó là chỗ đó. Mất cái câu này cái là bạn mất nhịp qua câu sau là chết quớt luôn. Tại vì nó đòi hỏi mình vẫn phải suy nghĩ. Coi chứ listening chứ khó chịu chứ không có giỡn đâu. Nó bị đứt một cái, kể cả đứa khá nó cũng nắm không kịp, là buộc nó phải bỏ thêm một hai câu nữa mới nhảy xuống câu dưới để nó theo dõi, không là mất hết nguyên bài. Hiểu không? Rồi chứ listening thì chứ nó cũng hớn chứ không phải giỡn đâu. Rồi hiểu không ha? Năm 1944 thì Holloway, một cái thị trấn gần London ha, đã cho Moore một cái hoa hồng cho tiền á, để vẽ, để tạc nên một cái bức tượng mô tả về một gia đình. Họ dễ nè. Moore được thuê hay được trả tiền để sản xuất một cái bức tượng về một cái gì? Câu số 11. Nhớ ghi một chữ nha, nó có cho mình ở sẵn rồi. Rồi. Ừ. Family chính xác. Nhớ nha, có bạn quên ghi cái chữ ở family vô sai chết quốc luôn. Giống như ở bên đây nó cho là one đi. Ở đây nó cho sẵn ở rồi còn ghi ở one nữa. Phí. Sao tào lao ạ. Rồi.
Tác phẩm này đã cho thấy sự thay đổi ha lớn về phong cách của Moore, thay đổi từ cái trải nghiệm hồi năm 1930 á, bên trên á, khi lúc đó anh ấy còn hướng về những trọng tâm về đối tượng, những vật phẩm, hình tượng con người và tự nhiên. Lúc trước là ông hay làm hình tượng con người đó các bạn và phong cảnh tự nhiên nữa, nhưng bây giờ ông đi theo trừu tượng rồi. Anh ấy đã làm hàng chục những cái nghiên cứu, những cái thử nghiệm, những nghiên cứu bằng đất sét ha cho cái điêu khắc của anh ấy, thì thậm chí là có những cái tác phẩm bằng đồng. Thì theo cách này, tác phẩm của Moore đã trở nên phổ biến hay trở nên được biết đến cho những cái nhà sưu tập trên khắp thế giới. Hai câu luôn nhé. Và cái sự tăng mạnh về thu nhập của anh ấy đã giúp anh ấy thực hiện dự án đam mê và bắt đầu làm việc ở quy mô lớn hơn mà anh ấy nghĩ là điêu khắc nó cần. 12, 13, làm luôn các bạn. Rồi, bắt đầu mua sản phẩm. Vậy là ai bắt đầu mua sản phẩm của Moore? Và Moore, cái gì của Moore nó tăng lên á, nhớ đây là động tính từ nha. Đây mới là động từ chính nè. Đã làm cho dễ dàng, đã giúp anh ấy dễ dàng thực hiện những cái bản điêu khắc ước mơ, những bản điêu khắc mà anh ấy thầm vọng. 12 và 13, hai câu nhé. Rồi. Đúng rồi ha, collectors and income. Collectors nhớ có S nha, và income. Boost to hit income, nhớ income thôi nha. Các bạn ghi luôn hit income là sai. Rồi tiếp ha. Rồi xong rồi đó. Bây giờ nó chỉ còn hai cái cố là dịch thôi. Thì những cái chị, cái người mà chỉ trích, cái người mà ban đầu suy nghĩ Moore là ít cải tiến á, dạng giống như đưa ra những tác phẩm mà ít cải tiến, vẽ lung tung này nọ đó, thì sau đó đã được chứng minh là họ sai, bởi vì những cái tác phẩm ha, bởi vì năm 1950 nè, những cái dàn tác phẩm đầu tiên của anh ấy về những tượng đứng bằng đồng. Hồi xưa là cái tượng làm bằng đá, và bây giờ ông làm qua tượng bằng đồng luôn rồi, là cải tiến rồi đó. Với những cái hình dạng cực kỳ góc cạnh và khó nè, tạo một cái ấn tượng rất là đặc biệt ha, đối với người phê bình. Thì Moore đã mở rộng những cái tác phẩm của anh ấy, những cái trọng tâm về tác phẩm anh ấy năm 1950, với những tác phẩm như là chiến binh với tấm khiên ha, rồi những cái người chiến binh ngã xuống nè. Đây là những cái tác phẩm hiếm trong việc Moore sử dụng hình ảnh con người. Khi anh ấy đi đến, chính là ông ấy dựa theo những cái anh ấy biết á, trong chuyến đi thăm Hy Lạp năm 1951 ha. Và lúc đó anh ấy có cơ hội để nghiên cứu về nghệ thuật cổ đại. Vào năm cuối cùng Moore đã tạo, trong những năm cuối cùng của cuộc đời, thì Moore đã tạo nên một đã xây dựng nên một cái giống như công ty gì đó các bạn, công ty Henry Moore, để thúc đẩy về nghệ thuật và trưng bày về tác phẩm nghệ thuật anh ấy. Moore là nhà điêu khắc người Anh đầu tiên hiện đại đầu tiên luôn để và có được cái lời phê bình tốt ha, trên khắp thế giới. Anh ấy vẫn được coi như là một trong những cái nhà điêu khắc hiện đại thế kỷ 20. Cái này các bạn bấm lên trên Google là có nó thông tin này. Mấy cái bài này, mấy cái bài bên Cambridge nó nghiên cứu ha, còn đây mới là câu hỏi giám khảo này. Này cũng dễ hiểu. Rồi xong nha các bạn, thầy dặn lại là bạn nào hồi nãy chưa học ca đầu nè, mấy bạn nâng cao khóa học nè, thì nhớ coi học liền nha, phần này là phần trọng tâm chính yếu cho các bạn nâng cao đó. Nó khó. Có chiều giải cái này cực nè. Giải mà hồi có bạn đi ngủ luôn là hiểu rồi. Nhớ nha. Các bạn nâng cao phải lên làm đi liền cho thầy. Còn phần 2 thầy sẽ tổng hợp lại, cũng sẽ cho lớp nâng cao học luôn nhé. Rồi, vậy xong nha các bạn.